Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được thành tâm kính cung thỉnh Hòa Thượng Phương Trượng, trưởng Phái đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ, Hòa Thượng Thích Như Điển sẽ chia sẻ với tất cả đại chúng trong chương trình của ngày hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, đề tài mà chúng tôi hôm nay muốn gửi đến quý vị đó là A-La-Hán, Bồ-Tát và Phật. Câu hỏi đầu tiên là ai là người có thể chứng quả A-La-Hán? Thì xin thưa là những người nào đã ly dục và các ái thì có thể chứng được quả A-La-Hán. Từ quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A-Na-Hàm thì cư sĩ có thể chứng được. Nhưng vị trí A-La-Hán được gọi là vô sanh hay là vô học thì hầu như trong Kinh Nam Truyền cũng như Kinh Bắc Truyền thì xác nhận rằng cư sĩ không thể chứng A-La-Hán được, bởi vì trong thập nhị nhân duyên phần ái dục chưa có đoạn trừ, cho nên A-La-Hán không có thể chứng được với hình thức của một cư sĩ. Trong trường hợp người cư sĩ có thể chứng quả A-La-Hán được với điều kiện là người đã chứng xong là chết liền, và điều kiện thứ hai là người đã chứng xong thì phải xuất gia. Như chúng ta được biết, trong thời Đức Phật còn tại thế, bát thánh đạo hay là bát chánh đạo, nội cái chánh kiến không mà nếu chúng ta thực hành rốt ráo thì cũng có thể chứng vào quả Tu Đà Hoàng, tức là quả dự lưu. Vì vậy cho nên quả thánh không dành riêng cho ai hết. Nhưng mà nếu muốn chứng được quả vị A-La-Hán thì người đó phải dứt cái con đường sanh tử, đó gọi là hữu duy niết bàn. Và Bồ-Tát được định nghĩa là những vị chưa muốn thành Phật, ở lại cứu vớt chúng sanh. Khi nào tất cả chúng sanh được ở ngôi vị chánh đẳng chánh giác thì Bồ-Tát mới thành Phật. Trong đó có Đức Địa Tạng Vương Bồ-Tát vân vân. Bồ-Tát từ sơ địa cho đến đệ bát địa thì vẫn còn phàm phu như thường. Nhưng mà từ Pháp Văn Địa lên tới Càn Huệ Địa thì Bồ-Tát đã đi vào cái hàng giải thoát, cũng có thể trở thành Phật trong một tương lai rất là gần. Vì vậy cho nên những vị A-La-Hán hay là những vị Bồ-Tát thường thường hay nói rằng ta việc sanh đã hết, những phạm hạnh đã lập, việc gì cần làm ta đã làm xong, và ta biết chắc một điều là kiếp sau ta không còn tái sanh nữa. Còn Niết Bàn nó không phải là một cái nơi chốn, mà nó là một cái trạng thái của sự vắng lặng. Tiếng Đức nó là Nirvana hat vede form not gestan, có nghĩa là Niết Bàn nó không có cái hình tướng, mà nó cũng không có cái sự biểu thị ở một cái hình tướng nào đó. Cho nên Niết Bàn nó chỉ là một cái trạng thái của tâm, không còn chấp ái, không còn chấp thủ và không còn chấp hữu nữa, thì đó gọi là Phật. Thì Phật tiếng Phạn gọi là Buddha, tiếng Tàu dịch gọi là giác giả hay là giác hữu tình hay là hữu tình giác. Vì vậy cho nên Phật được định nghĩa rằng Như Lai nói những cái gì Như Lai làm, và Như Lai làm những cái gì Như Lai nói. Nói chúng ta thấy rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hay tất cả các vị Phật hành xử trong cái cương vị của một bậc giác ngộ, nói và hành luôn luôn đi song song với nhau và luôn luôn hỗ trợ với nhau. Còn chúng ta chúng sanh đa phần nói thì rất là nhiều nhưng thực hành rất là ít, và ngược lại có nhiều người thực hành rất là nhiều nhưng mà không biểu hiện được cái sự tu tập của mình qua cái lời diễn thuyết hay là trình bày, cho nên người ta khó biết cái pháp môn của mình tu học. Thanh Văn Dương Giác Bồ Tát lên tới Phật Thừa, Đức Phật nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Thì đó có nghĩa là chúng sanh muốn bước lên con đường giác ngộ thì bắt buộc phải đoạn trừ ái dục. Giống như Đức Đạt La Đạt Ma vẫn thường hay nói rằng quý vị theo đạo khác vẫn tốt, song song với đạo Phật có thể giữ đạo Chúa hay là Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, nhưng muốn bước lên con đường thánh thì nên quy y Tam Bảo. Ở trong đạo Phật thì không có bắt buộc ai phải theo mình, tuy nhiên muốn đi vào trong hàng thánh chúng thì bắt buộc phải trở thành một người Phật tử thì mới có thể gọi là cái người thực hành giáo pháp của Đức Phật. Mà đầu tiên là 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Nếu thực hiện được 37 phẩm trợ đạo pháp này thì kể Nam truyền, Bắc truyền hay Kim Cang Thừa, chúng ta đều có thể đạt đến quả vị giải thoát, với cái điều kiện là phải đoạn trừ ái dục để trở thành A-La-Hán, trở thành Bồ-Tát, trở thành Phật. Kính thưa tất cả quý vị, vừa qua chúng ta đã nghe Hòa Thượng chia sẻ trong chương trình này
Và một lần nữa xin được kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thanh thản nhẹ nhàng trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.